Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Xin chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và đồng hành cùng chúng tôi trong những bản tin. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn nhất của thể thao. Thông tin đầu tiên rất thú vị khi lão bà bóng chuyền nữ Việt Nam lập hai kỷ lục liên tiếp, nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới, được lựa chiến binh ở tuổi 38. Tiếp theo là thông tin hấp dẫn Bích Tuyền giúp nữ Ninh Bình sáng cửa vô địch. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ khi ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, thăng hạng ngoạn mục, hé lộ thời điểm theo chàng về dinh. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên rất đáng chú ý khi lão bà bóng chuyền nữ Việt Nam lập hai kỷ lục liên tiếp, nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới, được lựa chiến binh ở tuổi 38. Nói đến cô ấy là nói đến sự bền bỉ mà không nhiều ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam có thể làm được. Được coi là đóa hoa nở muộn của làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng cô ấy vừa nhận vinh dự đặc biệt trong sự nghiệp. Volleybit là trang bóng chuyền uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trang này cho điểm và xếp hạng các vận động viên bóng chuyền dựa trên thành tích thi đấu ở các giải của các đội bóng mà những vận động viên đó đã hoặc đang đầu quân, cũng như những giải thưởng cá nhân mà các vận động viên đó đã giành được trong sự nghiệp. Theo bảng xếp hạng được cập nhật mới nhất của Volleybit, Nguyễn Thị Xuân lọt top 10 chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngôi sao kỳ cựu quê Nam Định thậm chí xếp hạng 3 với tổng cộng 382,20 điểm. Lão tướng 38 tuổi, Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1986, thậm chí vượt qua các đàn em tài năng như Đinh Thị Thúy, Tú Linh, Nguyệt Anh và Như Quỳnh trên bảng vàng của Volleybit. So với thời điểm cách nay một tháng, Nguyễn Thị Xuân nhảy hơn 200 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, chính xác là 228 bậc, từ hạng 3.860 lên hạng 3.632 thế giới theo cập nhật mới nhất của trang Volleybit. Với việc tượng đài Bùi Thị Huệ quyết định giải nghệ ở tuổi 39, Nguyễn Thị Xuân đang nắm giữ hai kỷ lục trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là chủ công cao tuổi nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện vẫn còn thi đấu. Cô cũng là vận động viên bóng chuyền nữ cao tuổi nhất còn thi đấu vào thời điểm hiện tại. Cùng thời với các ngôi sao thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng lúc đầu Nguyễn Thị Xuân chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng do chìm khuất sau những cái bóng quá lớn của hai chủ công lừng danh là Bùi Thị Huệ và Đinh Thị Diệu Châu. Phải đến năm 2012 khi đã 26 tuổi, tài năng của cô gái Nam Định mới chính thức được giới chuyên môn và người hâm mộ ghi nhận tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á. Khi đó Nguyễn Thị Xuân chơi nổi bật và cô cùng các đồng đội đã vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc để cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc. Nguyễn Thị Xuân là đóa hoa nở muộn của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Trưởng thành từ tuyến năng khiếu của Dệt Nam Định, tiền thân của câu lạc bộ bóng chuyền Ngân hàng Công Thương, chủ công sinh năm 1986 gần như dành trọn thanh xuân để cống hiến cho đội bóng ngân hàng. Nguyễn Thị Xuân cùng với Phạm Kim Huệ và Hà Thị Hoa chính là những công thần giúp Ngân hàng Công Thương vô địch bóng chuyền nữ quốc gia năm 2016. Sau khi Ngân hàng Công Thương gặp khó khăn tài chính, các ngôi sao lần lượt chia tay đội bóng và Nguyễn Thị Xuân không phải là ngoại lệ. Năm 2020, ở tuổi 34, cô gia nhập Hóa Chất Đức Giang của ông bầu Đào Hữu Huyền với phí chuyển nhượng được coi là cao nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Sau khi cập bến Hóa Chất Đức Giang, Nguyễn Thị Xuân tiếp tục thể hiện đẳng cấp và tài năng của mình. Bằng kinh nghiệm, sự bền bỉ và tính chuyên nghiệp mẫu mực của mình, cô trở thành thủ lĩnh diều dắt lứa vận động viên trẻ của Hóa Chất Đức Giang và lại góp công giúp đội bóng này 4 mùa liên tiếp giành ngôi Á quân bóng chuyền nữ quốc gia. Ở tuổi 38, cây trường sinh, Nguyễn Thị Xuân vẫn đang cùng đồng đội ở Hóa Chất Đức Giang chuẩn bị thi đấu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024. Đóa hoa nở muộn của bóng chuyền nữ Việt Nam khát khao cùng đồng đội chinh phục chức vô địch sau 4 mùa liên tiếp về nhì. Tiếp theo là thông tin hấp dẫn Bích Tuyền giúp nữ Ninh Bình sáng cửa vô địch. Trận đấu giữa Ninh Bình Pebang và Gelasimco Thái Bình trong lượt trận bán kết thứ hai của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2024 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên khắp mọi nơi. Với tư cách là đội chủ nhà, Ninh Bình quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Dàn sao của họ không chỉ bao gồm những người chơi có tên tuổi như Bích Tuyền và ngoại binh Warisa, mà còn có sự góp mặt của các cầu thủ xuất sắc khác như Lê Thanh Thúy. Trong khi đó, Gelasimco Thái Bình cũng không hề yếu đuối khi mang đến sân bộ đôi nổi bật nhất của mình, với chủ công Nguyễn Thị Uyên đóng vai trò trụ cột trong hàng công. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối trận đấu, Ninh Bình đã thể hiện sức mạnh đáng nể và quyết tâm cao độ. Đặc biệt, ngôi sao Bích Tuyền đã tỏa sáng rực rỡ với những pha ghi điểm đầy ấn tượng, đóng góp không ít vào chiến thắng chóng vánh của đội nhà. Sau 3 set căng thẳng, Ninh Bình đã giành chiến thắng với các tỷ số 25, 21, 25, 19 và 25, 15,
khẳng định vị thế của mình trong trận đấu quan trọng này. Chiến thắng trước Thái Bình đã giúp Ninh Bình giành quyền vào chơi trận chung kết, nơi mà họ sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng người hâm mộ chinh phục ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà. Sự tự tin và tinh thần chiến đấu cao của đội bóng này đang là nguồn động viên lớn lao cho họ trong hành trình chinh phục danh hiệu cao quý này. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ khi ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy thăng hạng ngoạn mục, hé lộ thời điểm theo chàng về dinh. Theo bảng xếp hạng được cập nhật mới nhất của Volleybit, Thanh Thúy xếp thứ 2, sau Ngọc Hoa, trong số 10 vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Hơn thế, cô đã nhảy hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Theo bảng xếp hạng của Volleybit hôm ngày 27 tháng 2 năm 2024, Thanh Thúy xếp hạng 629 thế giới. Nhưng theo bảng xếp hạng được Volleybit cập nhật mới nhất vào ngày 2 tháng 3 năm 2024, Thanh Thúy đã nhảy 62 bậc lên hạng 567 thế giới. Đây là tin rất vui đối với những người hâm mộ tay đập có biệt danh 4T. 2023 là năm rực rỡ trong sự nghiệp của Thanh Thúy. Cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự 8 giải gồm cúp các câu lạc bộ vô địch châu Á, vô địch SEA Games 32, huy chương bạc, AVC Challenge Cup, vô địch FIVB Challenger Cup, VTV Cup, vô địch CV League, Á quân, giải vô địch châu Á, hạng 4, và ASEAN 2023, hạng 4. Ngoài thành tích tập thể, Thanh Thúy còn giành được nhiều giải thưởng cá nhân giá trị. Vừa tài năng, đẳng cấp, lại vừa khiêm tốn, cầu tiến và có lối sống chuẩn mực, Thanh Thúy trở thành thần tượng của rất đông người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Tất cả mọi thông tin về cô đều thu hút mối quan tâm lớn của các cổ động viên. Ngoài niềm vui khi được chứng kiến Thanh Thúy thi đấu thành công, các cổ động viên còn mong cô tìm thấy một nửa để cuộc sống thêm viên mãn, trọn vẹn. Thanh Thúy trước nay vốn rất kín tiếng về chuyện đời tư. Cô hầu như không chia sẻ bất cứ thông tin gì về chuyện riêng tư. Nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông, khi được hỏi về thời điểm dự định lập gia đình, tay đập cao 1m93 này chia sẻ có lẽ là rất trễ. Có lẽ trước mắt Thanh Thúy vẫn muốn dành trọn thời gian của mình để thi đấu bóng chuyền, môn thể thao cô chưa bao giờ hết đam mê và khát khao chinh phục những thành công mới trong cô vẫn luôn cháy bỏng. PFU Blue Card đã kết thúc vòng loại giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản mùa giải 2023-2024 với vị trí thứ 10 chung cuộc. Do không vào được top 6 nên PFU Blue Card không được quyền đánh tứ kết. Tuy nhiên, mùa giải của Thanh Thúy ở Nhật Bản vẫn còn tiếp tục. Cụ thể, Thanh Thúy và đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu ở V-Cup diễn ra từ ngày 9 tháng 3 năm 2024 tới ngày 8 tháng 4 năm 2024. Ở V-Cup, 12 đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. PFU Blue Card của Thanh Thúy nằm ở bảng A cùng với Nekret Rocket, xếp thứ 2 ở vòng loại, Saitama Agile Medic 4, Denso Eribit 5, Hitachi Astemo Rivan 7, Kurop Aqua Fiery 11. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Trong số các đối thủ của Thanh Thúy và đồng đội ở bảng A, V, Cup, chỉ có Kurop Aqua Fiery 11 xếp dưới họ sau khi kết thúc vòng loại giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản mùa 2023-2024, bốn đội còn lại đều xếp trên và có thực lực được đánh giá cao hơn PFU Blue Card. Khả năng PFU Blue Card giành được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A để vào đánh bán kết là coi như không có vì họ không đủ mạnh để cạnh tranh. Nhưng dù không đủ sức giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A để đánh bán kết về cúp thì chắc chắn Thanh Thúy và đồng đội vẫn còn 5 trận ở vòng bảng gặp các đối thủ Nekret Rocket, Saitama Agile Medic, Denso Eribit, Hitachi Astemo Rivan, Kurop Aqua Fiery. Ngoài về cúp, chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam còn cùng PFU Blue Card tham dự cúp Đại Bàng Đen vào tháng 5 năm 2024 trước khi hồi hương khoác áo VTV Bình Điền Long An,